Một chiếc make up look cat eyes trông vậy nhưng lại hoàn toàn rất dễ thực hiện. Cùng trang biến một đôi mắt như thế này thành như thế này nha. Đầu tiên dùng một màu cam đào tán nhẹ toàn bộ bầu mắt, đi blend hơi rộng ra một xíu. Sau đó thì dùng một màu nâu đậm hơn cũng đi tán hết 2/3 đôi mắt và tán trong vùng mí mắt về đuôi thôi nha. Cùng màu đó thì tán rộng đuôi mắt dưới, đồng thời mở góc mắt dưới luôn cho màu được lan rộng hơn. Dùng chì nâu kẻ sát đường chân mi và về phần đầu mắt thì mình sẽ kéo dài mở rộng góc mắt và bắt một phần góc mắt dưới để tạo một đường rạch nhỏ giúp mở rộng khoang mắt. Dùng bút nước để đi lại đường kẻ đó sao cho sắc nét và rõ hơn. Nhìn hình thái con mắt lúc này vừa to vừa rộng hơn đúng không? Đây là cái khúc tâm linh là vừa phải kéo đường lai đuôi cho thật là sách, vừa phải đều với bên kia nữa, áp lực ngang luôn. Vì cái mắt của tôi nó rất là khó kẻ các bà. Sau đó thì từ đường đuôi mình sẽ kẻ vắt lên đường nếp mí trên, tút lại đường đuôi sao cho sắc nét và bắt vào nhau là xong công đoạn khó nhằn nhất rồi. Trang dùng một màu đen mở góc mắt dưới đi võng từ đuôi mắt rồi mình sẽ tán dần về đầu. Trang cũng sẽ cố tình vẽ bọng mắt giả sẽ hơn về phía đuôi mắt. Dùng một màu trắng tô phần bọng mắt sáng để giúp làm bật bọng mắt hơn. Các sợi mi giả phía dưới thì mình cũng sẽ đi các sợi tia dài và dày hơn một chút. Sau đó thì Trang cũng sẽ chọn một hàng mi cat eye của nhà Eliza cho hợp với layout này nha. Các sợi mi tia và dài cho một đôi mắt ướt rất là đẹp. Vậy là make up look của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công với layout này nha.